Dạ vẫn có thể chích được. Nhưng để mà chúng có ta hiệu phòng quả ngừa. như lúc mình chích sớm không ạ? Thì đương nhiên là cái hiệu quả của nó sẽ không bằng lắm, nhưng mà nó vẫn tốt cho cái sức khỏe của người phụ nữ của chúng ta. Dạ có vẫn hơn không phải không Dạ ạ? đúng rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ.